Hello, xin chào tất cả các bạn. Clip hôm nay mình sẽ thao tác cách mà mình bỏ điện thoại vô thùng đàn ha. Thì trong cái đàn của mình này, ở bên trong cái thùng á, nó có hai cái thanh gỗ này các bạn thấy không? Hai thanh gỗ. Thì mình sẽ lợi dụng cái điểm này mình nhét cái điện thoại vô. Nếu mà đàn bạn nào không có thì các bạn lấy cái khúc gỗ ngắn, cái đũa cũng được. Các bạn đo rồi các bạn dán keo lại ha. Bây giờ mình sẽ bỏ điện thoại vô, đặt cho nó cố định nha các bạn. Cố định chưa ta? Rồi. Đây ha, nó lọt giữa hai cái thanh gỗ đó là được. Bây giờ mình kiếm cái góc mà nó ngược sáng một chút nè. Ngược sáng thì mình mới thấy được sợi dây. Rồi giờ tập trung cho cái ống kính nó zoom vào cái dây nha. Đánh nè. Lôi cái điện thoại ra ha, nguyên cái thùng này móc ra đó, thế là mình sẽ có một cái đoạn clip rất là ảo ha.